Galaxy này. Happy Holiday quý vị. Hôm nay là bằng Võ cùng với gia đình đang ở Costco quý vị. Hôm nay sẽ đưa quý vị đi Costco và xem ở đây họ bán đồ vào cuối năm rất là rẻ quý vị. Thường thì gia đình của bạn sẽ chờ tới cái tuần cuối cùng của năm để đi mua đồ sale ở Costco. Cái người kiểu họ thanh lý cái kho này. Mỗi năm mà tới cứ tuần cuối cùng là họ sẽ bán rất là nhiều thứ mà giá nó rất là rẻ quý vị. Ở đây cũng lạnh nha. Đây là cái kho lạnh. Pizza đông lạnh. Pizza đông lạnh. Quá trời pizza luôn vì. Còn đây là chả giò. Bánh kẹp. Hot dog. Wow quá trời luôn. Toàn đông lạnh không. Anh nghĩ là nằm ở chỗ cái khu hồi nãy thôi. Không, cái này khu này giờ hết bỏ rồi. Mấy cái bóng đèn ở nhà nó bị đứt rồi. Nên là vô Costco mua. Có đi mua thùng tả mua gì? Mấy thùng tả. Thùng tả ha. Cái này là khu bán nước à. Ê mình nói mình mua nước đó mẹ em. Ừ, đẩy ra lát đi xong á. Ê coi chừng. Thôi chút đi, chút quay lại lấy. Chút quay lại chứ không sợ nặng quá đại. Wow, nước lên giá nữa rồi. 6 đồng 53. Sao nước nó lên giá hoài ta. Đây là khu bán tả rồi. Đây. Đây là tả từ số 1, số 2, số 3, số 4, 4 ạ. À. Còn hồi xưa tả có 3 mé, bây giờ lên 50 mấy. Như lúc mình mua là sale ấy mà. Ừ, lên sách rồi. Bây giờ nó cũng lên rồi. Ân không có mặt tả, quay xong mặt tả rồi. Ê, cái này ai tháo? Lấy cái dưới này đi. Em cầm em lấy. Còn nguyên không? Còn nguyên. Chắc nó bị tụt cái keo. Coi sự horizon đâu ta. Để đi. Có cái cửa horizon để nó uống. Ân hát cái bài Merry Christmas con nghe coi. Ơ em mua cái sữa horizon. Chết bà rồi, không có rồi. Hình như nhiều lúc cái Costco bên kia nó có. Costco đây nó có mà chưa tính ra. Ừ. Có bán không được. Có mua trái cây không? Nó vậy thôi mình lấy nước luôn đi. Xong rồi hai chị khỏe không? Nguyên á. Ở gần nhà mình á. Nóng ngọt là được rồi ha. Khách hàng thân thiết. Em đẩy coi chừng em ha. Mà bây giờ phải sang. Ok, chào. Em muốn có nhìn nó trước hả? Thấy, thấy nhưng mà bây giờ người xin người kẹo anh ơi. Em ơi gì? Người đi qua đi lại nha. Em ngừng lại. Em đang ngừng đó. Nhiều người ta tấp tới đâu có tay gì. Bánh trứng nè. Thôi trái đi. Từ từ. Em quay đi anh đẩy cho. Cho uống thử luôn à? Apple cider. Ăn buffet không con? Ăn buffet không? Không. Con có thích ăn không? Ân đang bị đau bụng.
Em đang bị đau bụng không ăn, không ăn buffet được. Mỗi lần nhào vô đây là ăn buffet. Nè em bị buffet. Em sườn heo. Cái khu bán trái cây quý vị. Nghe 58 chai nè. Cái gì? 58 chai mà. Thôi anh đâu uống đâu. Chỉ có Costco mới bán 28 chai ha. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà cái này uống cái bụng bự lắm. Không uống. Uống cái này chất lượng hơn. Bụng không bự. Uống cái này bụng không bự. 10 đồng rồi trời. Mơ lót nè. Mơ lót. Quá trời rượu rồi mình. Vương quốc rượu. Này vodka nè em. Không phải. Này cũng rượu vang luôn. Rượu này rượu gì á, lạ quá không biết. Rượu Costco nó có điểm quý vị. Này nó có nè. Đó. Nó có đánh giá. Ủa cái này sao 15 đồng lận á. Ha Bà Valley. Đó đang xem. Cái này Cabernet Sauvignon nè. 30 44 đồng mà sale 15 đồng còn 28 đồng ta. Nhìn cũng ngon ha. Này 93 điểm. Này, có đẩy điểm. Cabernet Sauvignon. Van đỏ. Trời ơi, hai cái chân nè. Mình đi cái máy đồng đây sale 25 đồng một chai á. Cái này 50 đồng. Mỗi sale còn có 25 đồng. Mua thử 1 chai ha. 2 chai đi. 2 chai hả? Ừ. Này để công thức hóa học đây chi vậy trời. Cái này là chưa. Nó cho mình vừa uống rượu vừa học luôn, trong quá học cái gì. Ừ, nằm á. No. À đúng rồi. Nè. Hả? Nè. Nè, cho học công thức hóa học nè. Đây. H2O gì đó. Đó. H2O rồi cộng O là bằng nước gì đó. Đây nè. Rượu chắc để nấu ăn đây mà. No, Cabernet Sauvignon mà. Thế hả? Ừ. Cái này mua thử không? Thôi, mua cái này uống được rồi. Cái này 93 điểm thôi, cũng ok lắm á. Cái đó không có điểm. Nè, cái này cũng mấy chai nè, 90 điểm nè. Hình như điểm càng cao lại càng ngon á. Này 92 điểm. Nhưng mà cái loại này là bao nhiêu ml? Nó ghi mà. 750 ml hả? Còn chai này hình như nó cũng bằng à. Không biết có con cỡ. 750 Đó hai chai này ha. Ờ, hai chai được à. Thôi đi. Nè, rượu trắng nè. Vodka nè. Quá trời rượu luôn. Mùa đông là phải uống rượu này mới đã. Ấm người. Nè. Con rồng. Ủa sao năm nay con mèo mà sao để hình con rồng? Napoleon. XO. Ừ, đúng rồi. Wow, nhìn đẹp quá ha. Thì máy phát điện em. Được không vậy? Chắc nằm đây. Thôi đây nè em. Đây nè, không. Ủa không phải, này máy xay sinh tố. Này máy cà phê. Máy pha cà phê cho có 20 đồng mà chạy. Đâu có sao. Cái này máy gì vậy? Không phải máy pha cà phê.
Chắc cái đồ khui khui chai rượu á. Mua không? Khui tay cho nó gọi là uống rượu cho nó cực cực xíu, nhưng mà khui máy chắc uống xỉn luôn á. Wow, bán ly luôn nè em. Ly. Lại bớt cái nằm bên kia luôn hả? Không, anh nghĩ nằm đâu khu này nè. Mình vô anh kiếm lại đi. Không thấy. Quẹo lại, để quẹo lại anh kiếm cho. Qua đây nè, đây nè. Đây, nằm đâu khu này thôi. Thể mình hồi nãy mình không để ý. Nằm đâu ở đây thôi à. Khu này bán bóng đèn mà. Không có em ơi. Ok, chắc đi qua bên kia. À, chứ đi mua thuốc cho mẹ đúng không? Má đi nhìn đây. Má đi nhìn đây. Má đi cho anh xem phim nè. Mà mẹ có kêu mua không? Biết giờ mẹ có cần hôm bữa thì đấy. Giờ mà đi mẹ mổ đó xong rồi không biết mẹ cần không đâu. Con chắc hỏi đi. Khi nào nó mua thì mua. Còn 2-3 tuần không mới đi. À, con dễ thương nha. Chiều mà mua. Muffin man gì nè. Mua đèn không có đèn mua rồi sao? Thì thôi. Hết bóng đèn rồi. Hai lóc em. Ờ. Mommy cho mấy nít nào? 6 đồng rưỡi rồi. Ờ lên ghê, từ 5 đồng rồi lên 6 đồng. Mommy cho nhỉ. Nước. Nước nó khác, nước này rẻ hơn. Nước mà làm như xăng cũng lên giá nữa. Rồi. Đi đâu nữa? Ra. Con nói sao? Để bán liền qua chỗ nước rửa chén. Như đang sale á. Thôi hết đó đi, dừng ở đây nè, bên này nè. Chai hả? Ừ, một canh. Mua một lần thì nó lợi hơn. Ở đây cái đang sale cho đồng mấy nè, mình nè. Chai này cũng xà bông. Nó có 10 cam. Kết lên. Kết lên. Tốt hả? Xài hay nha. Hồi nào cũng phải xài đó không? Hồi xưa xài thử kết lên không bằng. Không bằng hả? Ừ. Tôi cho mua cái chai để xịt để liên gấp á. Không cần hả? Chào ai vậy con? Trời bé. Không phải chó đó. Con chó hả? Ủa con chó trong hả? Dạ, chó tìm sẽ kìa. Thôi. Hồi nãy cô đẩy con chó hả? Ờ đúng rồi đó. Ôi trời. Xe đẩy thì em chó không phải em bé. Bắt gì hả? Món cha đi không phải em bé nhảy chó. Ừ không phải em bé đó đi. Không thấy. Chó. Cái gì tụi em bé. Không phải. Bắt gì nữa? Chó đi. Phải không? Cái đó kìa không?
chó của mình. Đúng rồi hả? Chó chứ hai chó. Hai chó luôn hả? Hai chó. Chó sủa sao? Vù. Lên quầy thuốc ha. Chó kì. Chó này ơi. Chó này màu nâu nha. Chó này là chó sói hả? Husky. Trời, có salmon đó má ơi. Ăn salmon. Salmon khoai tây. Khoai tây ngọt luôn nha. Formula gì nữa. Trời đất ơi. Chó ăn sang vậy trời. Này chó người lớn. Đúng. Chó lớn. Bà chơi với anh biết không, bà nói chuyện y à. Thịt bò. Sao phải tây. Sweet potato. Sweet potato là phải tây hả? Phải lan. Phải lan hả? Đúng là phải tây. Đây đừng làm vậy chị tao. Em. Hả? Ủa, khô bò để cho chó ăn nha. Ừ. Cho chó nha. Thấy quen quen kìa. Có lần nhưng mà ai cho mình bịch này đúng không? Không có. Chó ăn cái này vậy. Bậy. Ai cho mình. Anh nhớ có lần nhưng anh lấy cái bịch đó ở đâu? Không có. Có hả? Chưa bao giờ thấy. Chết tươi. Sầu riêng nè. Mới quay được phải có đường hả? Sầu riêng nè. Nó sầu riêng thấy. Thấy có đường ba. Ok. Coi được. À. Em quay lên trước á. Quay lên trước, quay vô đường nữa. Rồi. Quay 10 đầu. Ồ, bịch này được nhiều lắm á. Quay đường nào đâu hả? Bố này đường nâu hả? Organic mà. Mà đường nâu. Có đường trắng không bên này hả? Có đường nâu cũng được mà. Thấy đường nâu cũng ok mà. Ừ, chị bỏ đi. Nó ở nhà có nữa. Đường trắng rồi, ở nhà có đường trắng rồi. Ở nhà có đường trắng rồi. Cái bịch này xé ở đây đúng không? Đúng rồi. Nè, xé đây nè. Đúng rồi. Người ta xé ở đây xong ta xài không hết, người ta đóng lại. Đúng rồi. Cái này bằng 3 bịch. Ơ cha. Đúng rồi. Má mi cho anh chó quá trời nhiều đồ. Có mua mật ong không? Không, nhà có mẹ có mua rồi. Sao chị? Chị muốn gì? Cái đợt bệnh vừa rồi nó mới hết mật ong chứ không sao hết được. Chị muốn gì? Dạ. Nhà có đâu này nè. Ít cho vô trình luôn nè. Ở nhà ăn, hồi nãy giờ. Có áo lạnh không? Có áo lạnh cho nó không? Thì có áo lạnh cho nó hả? Thì có áo lạnh. Chị kiếm gì? New World không có. Chị muốn gì mẹ? Để mẹ đi kiếm cho con. Nè, để đi con. Có gì ăn cho chị ăn không? Chị về cho thầy ăn rồi đó. Ôi dơ. Chị muốn gì ta? Macaroni. Đây 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 mẹ kiếm gì cho chị ăn. Ôi, cho chị nắm đâu mẹ? Chị cho làm gì mẹ chào. Cái gì đây? Chảo. Đây đây mẹ cho chị ăn. Em phải quẹo vô chứ không kẹt đường á. Quẹo vô. Coi chừng. No. Con. Ủa sao nặng dữ vậy? Nước mà đang đẩy cho. Có hai cất nước nặng lắm. Hello ân ân. Hello ân ân. Mẹ đâu có đem đồ ăn đâu mà. Trời đất giờ quậy ân. Ủa quên chê quậy chứ. Ba kêu sai tên con hả? Con có buồn không? Mommy ơi, mommy lấy miếng bánh cho con ăn. Đi xuống lấy kia lấy bánh. Lấy bánh cho ăn. Đi cho cây đang bút về. Ăn không ăn được mà chơi muốn ăn. Chơi muốn ăn bút về. Chờ xíu. Chơi có bụng. Mỗi lần chơi vô đây là nó phải ăn bút về nó mới chịu. Nó đi hoài, chờ hoài không phải cho ăn. Nãy giờ đi hoài không cho ăn bút bê hết trơn. Mẹ kỳ quá à. Em đi xuống với cô kia, chú kia. Cô kia có đồ ăn bút bê kìa. Đây nè nè, bút bê nè, bút bê nè. Rồi đây. Rồi. Đây. Đây lại mới lấy đi. Thôi, đây ba cầm cho. Lại lấy cho chay ăn bút bê. Ủa cái mặt khóc với chuông không? Ủa đất coi nó khóc với chuông, nó đói bụng.
đói bụng tội nghiệp. Mẹ kìa, mẹ đang đi lấy cho con kìa, thấy không cái mẹ không? Ân không ăn được nha con, bụng con đang bị đau nha. Ôi, chua không? Ồ, xe lớn dữ vậy. Máy hít. Không được, con đâu ăn được đâu con. Con cháu thôi, con đang bị đau bụng á. Hết bệnh nếu mình đi chơi, hiểu không? Ân ngồi im, Ân ngồi im. Rồi, được rồi. Trời ơi, mỗi lần vô đây là nó phải ăn buffet mới chịu. Đó, thấy chưa? Rồi, đúng được. Không? Cho ăn, ăn luôn ha. Chị ăn luôn nha, ăn ngay nhỏ nha con. Nó của chị, không có dành. Trời ơi trời. Trời ơi. Được chưa? Hết rồi đó. Đây, mặn á, mặn á. Ngon mà, trứng muối á, cái đó là trứng muối á. Trứng muối à, ok. Hôm bữa mẹ có mua về nhà cho con ăn rồi đó. Hết liền, hết gốc liền. Tầm quá ha. Chocolate. Con muốn ăn sô-cô-la nữa. Con không muốn ăn sô-cô-la nữa hả? Sao vậy con? Ăn sô-cô-la bị ốm. À, ăn sô-cô-la bị ói. Con đang bị đau bụng á. Con nhìn nho ngon quá mẹ. Hả? Nho ngon quá. Nho đâu? Vô lấy hộp nho. Cái nào? Em mà kẹp xong thích ăn cũng được. Ờ hả? Ba ăn không? Không. Mấy cái đó nó mặn lắm. Em có mua cà son không? Cà son để lâu ăn. Happy go. Tôi mua để ăn sáng hả? Con lạnh hả? Sao giờ? Hồi nãy mẹ nói không mặc áo lạnh. Mặc áo lạnh cho con không chịu. Qua bà lấy hộp nho cái này đi nha. Em phải vô bà lấy hộp nho. Này đu đủ. Đu đủ xanh rồi bán luôn rồi. Nó để nó chín mà. Đúng rồi. Ừ. Đây lên vô lấy cho. Ở đó lạnh lắm. Này. Do you know I'm a fan man? À, nho với gì có mua strawberry không? Nho thôi ha. Đây là chỗ bán trái cây tươi vậy Việt. Wow, lạnh à. Wow. Đây, nho đây quý vị. Nho nhìn ngon quá là vô lấy một hộp ăn. Ngon. Thấy chưa? Rồi, có nho gì? Đây, nho xanh. Nho xanh quý vị. Strawberry. Các bạn lấy hộp này. Hộp này nhìn quá đã luôn. Trái bự ghê ha. Trái bự quá. Đi. 5 đồng 39 sen. Go. Lạnh quá. Hả? À, nhỏ đã không? Phê. Nhìn ngon không? Tươi rối luôn. Cái nhỏ. Thấy cũng được mà. Tại trái nó không có tròn. Nó dài. Ok, rồi đi ha. Ừ. Ok. Ba kêu mua đồ ăn sáng hả? Mua bagel hả? Mua bagel đi ha. Mẹ vô mẹ coi. Waku Lego. Hả? Waku Lego. Lego hả? Hả? Lego. 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 Con nói gì không? Con thích Lego. Con thích Lego. Con thích bagel hả? Bagel hay là Lego? Bagel hay Lego? Con thích cái này hay là Lego? Lego. Lego. Quá trời ơi. Ngồi xe đá rồi nói trời. Áo này không có
có em bé, em bé đến lát nữa ghé qua Walmart có còn không? Ừ, lát nữa không phải đi Walmart mua gối cho Ân mà. Ủa cái gà kiến của nó có đợt hay sao? Mấy lần mình là không mua. Qua đây cái này là ra giường hay gì? Cái ra giường bên đây nó không có bọc kiểu mà dây thun kiểu như mình á, nên nó ừ trải lên á, ừ mà mình hay bị tột, ừ cho nên mẹ ừ nó wow game dẹp đổi rồi sao? Đúng rồi, đúng rồi, cái này robot hút bụi. Cái này là cái gì đây? Cái này cái gì nó chạy nè, nó chạy theo cái đường. Nó chạy theo đúng cái đường cát. Này là cát đó. Để làm gì? Một kỷ nguyên trong cái nhà là cái gì? Không hiểu. Nè, làm bàn phím nè, thấy không? Ừ. Coi thử coi. Cái này là của Apple hả? Ôi, như iPad này, như laptop luôn á. Nè, mở không? Thấy đổi cái này ha, để xài hả? Cái máy này hơn 1000 á em. Nó bằng cái laptop luôn rồi đó. Nè. Nhưng mà cái này lấy ra được. Sao con? Ừ, có đó dùng để làm việc. Dạ, chị muốn đi học được tôi. Cái này 11 inch là vừa tay hơn, cái này 13 inch. Cái này bằng cái màn hình này, bằng cái màn hình laptop á. Cái giá này sao? Cái này 800 mấy. Cái này nó 1000 hơi lỡ đỡ hơn 300 ạ. 300, cái nhỏ hơn. Nè. Mà y chang. Cái màn hình nó nhỏ hơn. Cái này màn hình bự như cái laptop luôn, thấy không? Gắn vô. Đóng rồi. Này mình có mua này. Đúng rồi, nó bán riêng nè. Nó bán riêng nè. 340 đồng đó. Cái này mình không mua laptop sướng hơn. Laptop xài sướng hơn. Đúng, mua laptop xài nó mạnh. Không, để làm đi. Để làm mình vô chứ mua cái này là vừa rồi. Cái hồi mình đi xưa mình mua nhá. Ừ, nhưng mà mình đâu có bỏ vô được kiểu đó đâu. Tại vì nó chưa có update cho mình để mình làm, đúng không? Làm. Bự quá. Chị làm gì đó chị? Ơi, không có ăn cái này ni lông. Chị làm gì đó chị? Không có ăn nghe chị. Con ni lông không có ăn được con. Bị chạy ăn chút bị chạy. Em muốn xuống xếp check out hả? Ừ. Ok, giờ đi thẳng luôn. Quá trời đông luôn. Mà đồ sale giờ nó cũng hết rồi, hết rồi. Ha. Hoa đẹp ha, 30 đồng. Nó gắn, nó chèn, nó cắm nhìn đẹp. Rồi vô tính tiền thôi. Qua đây. Đây chỗ trống nè. Ok. À, về nhà mới ăn nha. Về nhà mới được ăn nha. Không ăn ở đây nha. Dạ. Cho chị ăn pizza trước cho ăn bagel sau. Ừ, ăn pizza trước rồi ăn bagel sau hả? Dạ. Trời đất ơi. Ăn dữ vậy ta. Dạ. Ăn pizza rồi còn ăn bagel nữa. Dạ. Con ngồi nói nè. Ăn pizza trước, ăn bagel sau. Không có ăn pizza hả? Ghê không?
Thôi không ăn pizza nữa. Cái bụng con ói ăn pizza. Vậy đi mua pizza Biology ăn nha. Dạ. Dạ. Một miếng pizza nó ăn một miếng thôi. Dạ. Ok, em mua pizza cho nó ăn. Rồi vô tính tiền thôi. Tính tiền, tính tiền, tính tiền. Ok, đi mua pizza. Chắc mua pizza ăn luôn. Ủa sao hôm nay vắng vậy? Nó ăn không hết. Ừ, uống miếng đó. Nó ăn vậy à. Sao con? Sao vậy? Cái gì á? Nay. Happy Face hả? Không phải Nay. Nay là cái gì? Con rắn. Con rắn hả? Ồ, con rắn. Trời ơi. Snack. Nay. Snack, no nays. Snack. Yay. Ok thôi xin lấy cái con. Cắt đi, cắt đi, cắt rắn đi. Bye bye Sam. Nhưng mà mình mua pizza ăn nha. Ăn pizza nha. Chơi nha con. Chơi chi. Trời đất ơi, tổng thiệt hại cũng gần 200. Tập. Yeah. Mommy đâu vậy? Ồ, bữa nay Costco đổi cách order rồi. Pizza. Bắt từ ra kiosk order. Pizza. Để cái bảng thấy không? Thế hả? Yeah. Ra kiosk order. Vô lấy. Đó họ ghi kìa kiosk order. Thì không, nhưng mà có nghĩa là bình thường không muốn kiosk order qua đó được mà chả cash. Costco này cũng nhận cash luôn rồi. Ok, đi. Đẩy phụ anh nha, đẩy không nổi không? Xe nặng quá. Cẩn thận. Xin lỗi luôn. Xin chơi luôn, xin chơi luôn. Ờ, đây nè. Rồi, tốt. Ủa em không mua nước hả? Nó đâu uống nước đâu. Ồ dạ, yeah. Ok. Rồi đứng. Rồi ngồi im, ngồi im. Ngồi đây mẹ cho ăn. Không. Em thấy kéo để chờ đường đi nữa. Vô đi ngồi đi, vô ngồi trước đi. Không có tháo xếp đeo, ngồi đây ăn được rồi. Ngồi đây ăn, ngồi đây ăn, ngồi đây ăn, ngồi đây ăn. Đây ngồi lấy napkin hả? Ờ đây ngồi lấy nha. Lấy napkin. Ba, bốn, năm, sáu. Ok. Sáu cái. Bên kia là cái làng của người Đức quý vị. Ngon không? Ngay nhỏ nha con. Ngon không? Ngon luôn hả? Lạnh không? Mày léo lạnh cho con. Ngon không? Ba gà léo lạnh cho con nha. Mày áo lạnh vô cho ấm.
Em ngồi xuống đi. Sao nhiên đối ăn ngon quá ta? Ăn nữa, mày lên ăn cái nữa. Ờ. Hai bên. Chút mình kiếm cái gì mình ăn nữa. Ăn cái này mà rất là khát nước nha. Ăn ngon thiệt nhưng mà hỏi khát nước lắm. Sáu mươi chín cent ly soda uống xỉu luôn. Mẹ hả? Bấm 2 đồng à? Đồng 99 thuế vô 2 đồng mấy. Quá trời rẻ. Nhỏ nha. Nhớ kỳ về Phú Quốc mua cái bánh pizza mà có chút xíu. 180 ngàn. Mà ăn dở. Làm cái bột chưa tới. Nướng giống như kiểu ăn hết bình cho nó ăn bánh xè. Ăn rồi hôm đó nó mì. Không mà anh nghĩ cũng đúng. Tại vì cái lò này á, nó nướng một ngày nó nướng mấy trăm cái bánh. Gần kia. Để nó nóng. Hết rồi nha. Hết rồi. Rồi bạn ăn đi, bạn ăn đi, chơi có rồi, chơi ăn chơi đi. Lấy ăn pizza thấy thương. Lạnh không? Ngon không? Con ăn đi trời. Ngon không con? Gặp ăn, ăn nhiệt tình. Nói chuyện vậy. Cảm ơn chú. Vô.